chúng ta vẫn chờ liên giải chương trình sẽ cho đến tận 13 giờ ngày trận viên chúng ta phải thi đấu trên 12 vòng sân, có nghĩa là 12 lá để chọn 6 trận đầu tiên có thành tích tốt nhất để bước vào vòng vòng hai. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cố gắng tinh thần, rất cố gắng với đất nước. Không có nhiều thay đổi so với lúc đầu.